Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món tráng miệng rất ngon cho mùa hè, đó là strawberry shortcake. Và mình thường thấy strawberry shortcake được làm với whipped cream, dâu tươi và cốt bánh là scone. Nhưng mà mình đã từng được ăn bánh này làm với mứt dâu và bánh bông lan, rất là ngon. Nên hôm nay mình sẽ làm strawberry shortcake với mứt dâu và hai loại cốt bánh là scone và bánh cake. Để làm mứt dâu thì mình cần 2 pao dâu và 2 cup đường. 2 pao dâu là khoảng 1 kg dâu và khoảng nửa kg đường. Khi rửa sạch thì mình sẽ cắt bỏ cái cuống và cắt ra nhỏ nhỏ. Cái trái lớn thì mình sẽ cắt ra làm tư như thế này, hoặc cái nhỏ thì mình cắt như cỡ này. Sao cũng được, vì khi mình làm mứt thì nó cũng nát ra. Nhưng mà mình không muốn nhỏ quá để làm hơi lớn lớn, để khi mà mình xong mứt rồi mình có cái xác hơi lớn lớn ăn nó ngon hơn. Sau khi cắt xong hết phần dâu thì mình sẽ cho đường vào và cho 1/4 cốc nước, vài muỗng thôi, rồi trộn nó lên, chờ chừng 15 phút nó ra nước hết, tan hết đường rồi mình sẽ cho lên trên lò mình xem lửa nhỏ. Trước hết mình sẽ để lửa nhỏ cho đường nó tan hết. Mình để trước, mình để 15 phút, 20 phút vậy cho đường nó tan chảy ra. Nhưng mà đường nó chưa hẳn tan, nó còn đây, nó mới có chảy nước thôi. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó tan ra hẳn, rồi mình mới sẽ bật lửa lớn hơn một chút, cỡ medium high, rồi mình sẽ cho nó rút cạn lại. Bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ lại chừng 5-7 phút cho nó tan hết đường hẳn. Đường tan xong mình đã bật qua lửa medium high thì mình sẽ để cho nó cho đến khi nó rút cạn xuống, vừa sắp sắp lại không còn nước nữa, cho nó cạn cạn sắp sắp mặt thôi. Sau khi xin khoảng 20 phút thì nước nó cạn cạn như thế này, dâu nó cũng nhừ nhừ ra vậy rồi, thì các bạn sẽ cho vào 2 cho tới 3 muỗng canh nước cốt chanh. Đây là 3 muỗng canh nước cốt chanh. Rồi tùy các bạn muốn ngọt hay chua thì các bạn điều chỉnh. Xong rồi, nếu mà các bạn muốn cái màu nó đỏ hơn một chút thì mình có thể cho một chút màu đỏ vào cho nó tươi. Mình sẽ cho vào 3 giọt màu đỏ, thử coi nó đủ chưa. Được rồi, màu vậy là tươi rồi. Một giọt nữa. Cái này thì tùy ý các bạn thôi. Xong rồi, đây là 1/4 cốc nước lạnh và 2 muỗng canh bột cornstarch. 2 muỗng canh cornstarch chia lại là 1/4 cốc nước lạnh. Mình sẽ cho vào đây cho nó sệt lại. Cái mứt này mình, cái loại mứt để làm bánh này thì mình cần có cái nước sệt sệt, chứ mình không có muốn chỉ có cái xác không, như là mứt mình hay trét bánh nha. Bây giờ mình sẽ để cho nó sôi cho tới lúc nó trong lại, chừng vài phút thôi. Bây giờ mình trút nó ra tô rồi mình để đó chờ cho nó nguội đó. Bây giờ nó như thế này, nhưng mà nó nguội nó sẽ sệt lại. Về phần kem thì mình dùng 1 cup whipping cream và nửa cup đường bột. Mình đánh lên cho nó bông. Cho thêm chút xíu vani bột, nếu các bạn muốn dùng vani nước cũng được. Đánh cho nó hơi tan đường rồi
các bạn đi từ từ lên lên số từ từ, giống như nó văng tùm lum. Chừng khoảng 30 giây hay chưa tới 1 phút nữa là nó đã bắt đầu nó đặt rồi. Đến lúc này các bạn phải coi chừng, để nó đặt quá thì nó như là thành bơ luôn. Cỡ như vậy là được rồi nè. Đó. Phần bánh thì thường người ta hay dùng scone. Scone như thế này, mình làm theo kiểu English scone nên hình thù nó hơi giống cái biscuit của Mỹ, nhưng thật ra nó hơi khác một chút với cái biscuit. Các bạn có thể xem cách làm English scones và American scones, nó hơi khác nhau một chút. Thì cái bánh English scone thì mình thích hơn. Và thường thường người ta hay làm theo dạng tròn như vậy để người ta làm thành bánh strawberry shortcake. Thì một là theo kiểu này, nhưng mình thích cái bánh mà làm trong ly. Thì mình thích dùng cái cuốc bánh của bất cứ cái bánh cake nào. Mình hay làm bằng bánh cake của Duncan Hines, là vừa thơm vừa nhanh mà vừa ngon. Duncan Hines là một cái cake mix làm sẵn mà mình có thể làm bánh rất là nhanh mà là ngon nhất trong các loại bánh cake mà mình thích. Mình thích hơn cả là cái bánh cake mình tự làm. Đây là hộp bánh cake mix của Duncan Hines, Butter Golden Cake Mix. Cái này là ngon nhất để mình làm những cái cốt bánh cho cái strawberry shortcake này theo ý mình. Bây giờ chúng ta đã có bánh, có kem, có mứt, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thành một cái bánh strawberry shortcake ở trên dĩa. Như mình đã nói thì thường thường trên dọn trên dĩa thì mình hay dùng scone. Dùng scone thì mình sẽ xẻ cái bánh scone ra làm đôi. Và kem mình bỏ trong bịch rồi nặn ra thôi, không cần phải cần cái chip. Một lớp kem. Mình thích là mứt dâu hơn. Thường thì người ta chỉ bỏ dâu tươi lên thôi. Nhưng mà cái strawberry shortcake mà mình hay làm, mình hay dùng mứt dâu. Nó rất là ngon. Nếu các bạn chưa thử với mứt dâu thì nên thử. Rồi, như thế này thôi. Người ta có khi người ta làm cái kem nó loãng hơn một chút. Kia nếu các bạn mua được cái dâu tươi thật tươi, cái cuống đẹp đó, thì mình để cái cuống. Còn cuống không đẹp thì mình bỏ đi rồi mình gắn cái rau kêu mint. Đó. Là như vậy là mình dọn trên dĩa. Món này khi đãi tiệc ngồi bàn hay có party hay có khách vài người mà ngồi bàn thì mình dọn ra như thế này. Nhìn cũng rất là xinh nhưng mà lại đơn giản mà nó rất là ngon. Còn nếu mà đi party mà đem đi hoặc là đãi buffet đông người thì mình thường dọn trong mình thường làm ra những cái ly nhỏ như thế này. Và khi làm trong ly thì mình thường dùng cái cốt bánh là bánh cake. Các bạn có thể đi mua một cái cake bán sẵn, hoặc các bạn ở Mỹ có thể dùng bánh Sara Lee rất là ngon, bán ở tủ đông lạnh. Và hoặc là đi mua một cái cake ở họ bán sẵn, Angel Cake cũng ngon. Thì mình thay làm, như mình nói, mình làm bằng Duncan Hines Cake Mix thì rất là nhanh mà là ngon nữa. Cái này nó hơi túm ở dưới đít thì mình lấy cái khuôn nhỏ để mình nhấn ra. Còn cái phần trên á, thì mình nhấn bằng cái khuôn lớn.
Mình sẽ cho cái phần đáy nó xuống dưới trước. Rồi mình cho một lớp kem. Rồi cho một chút mứt. Rồi cho cái phần bánh lớn lên. Nhấn nó xuống. Cho một lớp kem. Bạn có thể cho một lớp mứt nữa hoặc là không cho cũng được. Một lớp mứt nữa thì nó cũng ngon lắm. Rồi cho một cái dâu làm duyên thôi. Hoặc là một hai lát thôi. Còn không cho mứt lớp trên cũng được. Tùy các bạn mình muốn ăn sao mình làm theo ý mình thôi. Nhưng mà một cái ly nó đầy đầy lên như vậy á, thì nó đẹp nè. Mình thường hay làm để dọn party cho mà buffet hoặc là đông người. Rất là ngon. Và trẻ lớn bé gì cũng thích cái món này hết. Dọn tiệc ngồi bàn mình cũng có thể dùng ly thủy tinh như thế này. Mà các bạn lựa cái loại mà nó hơi thấp thấp bé bé như vậy. Nó rất là dễ thương mà nó vừa một phần ăn. Và đây là món tráng miệng strawberry shortcake. Thì mình có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như dọn buffet, party đông người thì mình cho vào ly nhựa nhỏ như thế này. Ly nhựa trong nhìn nó rất là xinh mà cũng đẹp. Nhưng mà khỏe cái là ăn xong là vớt. Với lại là mình có thể mua được nhiều. Cái này nó bán một xô là 50 cái ly. Còn hoặc là mình ngồi bàn hoặc là buffet cũng được. Mà muốn cho nó lịch sự hơn chút, kiểu cọ hơn chút thì dùng những cái ly thấp thấp như vậy mà bằng thủy tinh. Hoặc là mình có thể dọn dĩa như thế này. Và như mình nói là dọn dĩa thường thường thì người ta hay dọn... Người ta hay làm bằng scones. Các bạn cũng có thể dùng một cốt bánh cake, bánh gato cũng được. Nhưng mà thông thường mình thấy người ta hay dọn dĩa bằng bánh scone. Mình thì mình ít khi dọn dĩa, chỉ có dọn trong ly nhỏ như thế này hoặc ly cho buffet như thế này. Hy vọng các bạn sẽ thích món bánh này cho mùa hè. Rất là ngon. Các bạn nên thử và... dùng cho những cái party rất là tiện. Chúc các bạn thành công.